chút xiên dầu ra. Rất là mỏng. Sau đấy thì thịt Yến đã chuẩn bị từ trước rồi. Thịt này là thịt thảo dược nha. Cho chỉ có một chút muối tinh và hạt tiêu. Cộng với một chút hạt thôi, xếp vào. Để lửa vừa và sau khoảng 5 phút mà không ra là chúng ta đã có một món thịt cá rất là tươi ngon. Thịt phần nào hơi mỡ thì chúng ta sẽ cho vào thịt nữa. Thế là xong, đóng hình lại để lửa vừa. Khoảng 5 phút là chúng ta mở ra là xem nha. Mình đổ bớt một ít dầu ra vào cái nồi này thì mình sẽ giữ nguyên để nấu canh. Đó, thế là được một món thịt rồi.